Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà đất Navada, chuyên review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Hiện tại bữa nay mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà bán nằm kế bên bệnh viện Hồng Đức và chợ Hạnh Thông Tây. Đây, căn nhà nằm trước mặt của quý anh chị nha. Kết cấu nó là một trệt hai lầu với 4 phòng và 3 nhà vệ sinh. Nhà này là của anh Nhân, chính chủ luôn. Số điện thoại liên hệ thì mình sẽ để bên trên góc phải màn hình. Hiện tại là anh đang ngợp ngân hàng và đang cần bán gấp đó anh chị. Đó. Và mình sẽ quay sơ cho anh chị từ dưới lên trên, cũng như là mình xem sổ hồng, báo giá công khai, anh chị làm việc trực tiếp nha. Cái hướng này của clip mình sẽ đi cho anh chị xem. Đi tới quẹo tay trái là mình đi ra đường Thống Nhất, ngay chỗ mà bệnh viện Hồng Đức đó anh chị. Còn cái hướng bên đây anh chị đi bộ cũng được nha. Đi bộ khoảng tầm 200m là mình sẽ tới siêu thị Cơ Mắt Quang Trung đó anh chị. Đó, siêu thị xong rồi tới chợ Hạnh Thông Tây. Đó, vị trí cũng rất là trung tâm luôn. Nhưng mà giá bán thì cực kỳ phải chăng anh chị. Tính theo mét vuông á, mà vừa nhà vừa đất mới đẹp như thế này nè, mà mình thấy đâu đó nó khoảng tầm là hơn 80 triệu một mét vuông thôi. Rồi bây giờ mời quý anh chị vào tham quan. Hiện tại thì trước nhà mình cái bề rộng hẻm này lên tới 3m. Hẻm 3m anh chị ha, thì nếu mà anh chị nào mà có những dòng xe hơi cỡ nhỏ giống như là VF3 đó, thì mình thấy đi lại vô cùng thoải mái và có thể bỏ vào sân được anh chị. Đó, mình đưa xe vào sân được nha. Đây, quang cảnh nhìn lại, bắt đầu mình đi vào bên trong. Thì anh chị đi hẻm 79 vào. Đó, cuối clip mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cái đường đi. Rất là thoải mái rộng rãi anh chị ha. Vị trí dân cư chỗ này là coi như đông nghẹt luôn. Đó, ở đây mình có một cái khoảng sân khoảng tầm là 5m anh chị. Khoảng sân này anh chị vô xe hơi nè. Đó, để xe hơi hoặc là anh chị để được 4-5 chiếc xe máy. Đó, nhà rất là mới đẹp và kiên cố. Đồng thời nhà này là anh chị mua là ok lắm. Sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ hết rồi anh chị. Trên sổ là một trệt với lại hai lầu, mua công chứng sang tên rất là nhanh gọn. Nhà hai lớp cửa sắt anh chị. Đó. Sắt bên đây là sắt kính nè. Đó. Hiện tại là anh chị mua là được tặng nội thất luôn. Thì tương lai đó anh chị, cái hẻm hiện trạng là 3m nhưng mà tương lai sẽ mở rộng ra nha. Mở rộng ra 7-8m lận. Thành ra cái lộ giới là nó sẽ mở rộng ra. Đó, khoảng tầm nửa cái sân này nè anh chị, nửa cái sân thôi. Thì lúc đó là ha, anh chị đi từ ngoài Quang Trung đi thẳng vô luôn. Cái giá trị của căn nhà lúc đó sẽ còn tăng rất là cao. Đó, bên trong là lớp cửa sắt nữa nè. Rồi ok. Nhà này bề ngang của nó là 3m4. Dài xuống là 22m. Và phía cuối nhà là nở hậu ra 3m6. Hướng chánh Tây. Đó, hợp mạng cho anh chị là Tây Tứ Trạch. Rồi. Quang cảnh một vòng ha. Thì anh chị mua là sẽ được tặng kèm nội thất luôn. Phía sau anh chị là nó cao hơn nè, anh chị thấy ha, bậc thềm cao hơn, anh chị sẽ được tặng kèm tivi luôn đó. Rồi có hai máy lạnh, tủ lạnh này nọ, đi thẳng xuống. Rồi khu vực nhà vệ sinh bên dưới tầng trệt. Rồi tới khu vực của bếp nè anh chị đó, có sẵn bếp đầy đủ hết, tủ kệ ha, sẽ được để lại cho quý anh chị luôn. Nhà nở hậu phong thủy rất là tốt, anh chị mua dễ làm ăn nha. Phía sau này là mình có cái giếng trời luôn anh chị. Đó. Rồi nhìn lên lại nè. Một trệt hai lầu vừa đủ xài, dễ dọn dẹp anh chị ha. Ở đây anh chị cho thuê cũng được. Gần bệnh viện Hồng Đức, gần Cơ Mắt, Galaxy, đi về Vincom, Lotte Mắt. Anh chị đi về ngã 5 Chuồng Chó đó anh chị. Bây giờ nó đổi tên thành ngã 6 Gò Vấp á, là 2 km thôi. Đó, chiều dài rất là tốt anh chị ha. Dài lên tới là 22m luôn. Rồi bắt đầu mình tiến lên trên cầu thang nha. Cầu thang đá hoa cương. Bây giờ mình sẽ xem nhanh. Lên trên tầng này thì có CB riêng nè. Đó, rồi phòng ngủ nè anh chị. Đó, phòng ngủ cũng rất là rộng nha. Mới đẹp hoàn toàn luôn. Đó, đèn đuốc sáng trưng. Cửa sổ phía sau quá rộng anh chị. Chỗ này mà nếu anh nào hút thuốc á, không có bị ám mùi đâu. Đó, cái giếng trời phía sau nè anh chị, rộng nha, cách máy lạnh, cách bơ, có quạt nữa đó, quạt đảo trần, gạch 60, bóng kính. Thì hai căn phòng này sẽ sử dụng chung một nhà vệ sinh ở đây anh chị ơi. Đây đó, mỗi tầng đều có nhà vệ sinh, rất là tiện lợi trong vấn đề sinh hoạt. Gạch ốp từ dưới lên trên. Rồi hướng này hướng cầu thang đi lên ha. Rồi căn phòng này là hướng mặt tiền. Đó, phòng hướng mặt tiền thì mình thấy phòng này nó cũng rất là thoáng anh chị. Có ban công luôn. Đó, nếu mà anh chị nào mình ở không hết thì mình có thể là mình cho thuê. Đó, đây là anh Nhân, chính chủ. Dạ.
Số điện thoại liên hệ thì mình sẽ để bên trên để anh chị làm việc trực tiếp, không có trung gian, không phí hoa hồng gì hết. Dĩ nhiên anh chị mua là giá tốt rồi, hiện tại anh cũng đang cần bán gấp nữa anh chị. Đó. Đi ra đây là cửa chính nè, người thật việc thật ha. Anh chị xem kênh Navada là không có lo gì những cái vấn đề mà ảo đâu. Đó. Chắc anh chị đi tầm bậy tầm bạ lung tung hết thì không có. Chút xíu nữa mình chỉ đường đi luôn. Rồi, ban công nè anh chị. Đó, vị trí anh chị thấy nhà dân xây một trệt hai lầu, xây rất là cao ráo nha. Đó, quay xung quanh hết kỹ càng cho quý anh chị ở xa. Rồi bên dưới là cái khoảng sân của mình đó anh chị. Thì nếu mà anh chị nào Việt Kiều, đó, mình theo cái luật mới là anh chị sẽ mua nhà đất không cần nhờ người thân ở Việt Nam đứng tên nữa. Đó, anh chị mua có thể là mình ở hoặc là mình đầu tư, mình cho thuê gì đó cũng được anh chị. Kinh tế này nọ phát triển rồi, y tế cũng rất là phát triển. Ở đây mình có cái kho đựng đồ anh chị, kho đựng đồ. À, nhà là có giếng trời ở giữa cầu thang với lại giếng trời phía sau. Đó, nên rất là thông thoáng nha. Đó, thoáng vô cùng luôn anh chị. Rồi, đi lên trên, đây là tầng 3 của nhà thì mình cũng có nhà vệ sinh. Như hồi nãy mình nói ha, mỗi tầng đều có toilet hết thì nó rất là tiện lợi trong vấn đề anh chị cho thuê phòng hoặc là sinh hoạt gia đình gì đó. Rồi, và đây chỗ này hiện tại thì làm sân thượng nhưng mà anh chị cũng có thể cải tạo thành một căn phòng được. Anh chị thấy là bên trên có mái tôn, xung quanh là có rào hết rồi, thì bây giờ mình chỉ cần là anh chị làm xem bo thôi, làm xem bo hoặc là tôn để mình che chắn lại thì chỗ này anh chị có thể làm thành căn phòng ngủ được luôn. Đó. Có máy giặt này nọ nè, rồi khung sắt này nọ, thành ra rất là an toàn luôn anh chị. Rồi, và đây là căn phòng hướng mặt tiền. Đó, những cái vách này là nó ngăn cái cầu thang lại cho nó an toàn đó anh chị. Vách nhôm nè, rồi đưa ra ngoài này. Thì bên đây mình cũng vẫn còn một cái khoảng trống bên đây nữa. Anh chị có thể làm chỗ này là thờ tự cũng được, hoặc là chỗ bàn học, bàn làm việc gì đó, để những cái kệ sách đó anh chị, thì mình thấy rất là phù hợp nha. Có cửa sổ và có cửa chính nè. Rồi bắt đầu mình đi ra ngoài ha. Nhà mình có cái sân thượng chỗ này nữa, thì nếu anh chị tận dụng tối đa, ở đây anh chị làm thêm căn phòng thứ năm cũng ok luôn. Bên trên anh chị có thể làm mái che hết, còn nếu không thì mình để gì cho nó thoáng. Đó. Rồi, kế bên mình hàng xóm nè, bên đây xây nhà vẫn còn thấp nè. Đó, nhìn quang cảnh một vòng nha anh chị. Ở đây anh chị đứng đó, mình nhìn cái thấy cái tòa nhà mà xanh sọc trắng anh chị, đó xanh xanh sọc trắng á, thì cái đó là cơ mắt luôn anh chị ơi. Đó, thành ra ở đây anh chị đi bộ qua cơ mắt rất là khỏe luôn, đi chút xíu là tới á. Còn không thì anh chị đi ra chợ nha, anh chị đi hướng ngược lại là mình ra chợ ngay đường Thống Nhất đó anh chị. Đó, thì với một cái mức giá bán như mình nói ban đầu á là khoảng tầm hơn 80 triệu thôi, cho cái diện tích đất thực tế mà mình đang sử dụng á là 70 mét vuông anh chị, diện tích đất thực tế nha là 70 mét vuông, nhà đã hoàn công đủ hết rồi. Thì giá bán tổng cho bất động sản này là 5 tỷ 7 có thương lượng anh chị, 5 tỷ 7 có thương lượng. À, làm việc trực tiếp với lại anh Nhân, số điện thoại là 0966 918 574, mình để bên trên góc phải màn hình. Và đây là sổ hồng riêng của nhà. Sổ hồng riêng của nhà có địa chỉ tại 78/24/14A, đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp. Nhưng mà anh chị có thể đi hẻm 79 vào như mình hướng dẫn, rất là dễ dàng luôn. Diện tích đất công nhận trên sổ là 61,3 m², sử dụng riêng đất ở đô thị lâu dài, nhưng mà thực tế diện tích đất của mình là hơn 70 m². Diện tích sàn công nhận 121,4 m² sử dụng riêng, nhà cấp 3. Bên phần sơ đồ thì nhà này có hướng chánh tây, kết cấu là một trệt với hai lầu, bề rộng hẻm lên tới 3 m, xe ô tô hoặc xe tải nhỏ có thể di chuyển được. Nhà có bề ngang 3 m², nở hậu ra 3 m 6 và chiều dài lên tới 22 m. Tương lai thì hẻm này sẽ được mở rộng ra và nhà này xây đã thuộc vào chừa cái phần sân đó anh chị. Và có một phần diện tích sân phía trước khoảng tầm 10 m² thì không có công nhận trên sổ, nhưng mà hiện tại là mình vẫn đang sử dụng để xe nha anh chị, nên diện tích đất thực tế của mình lên tới hơn 70 m². Tổng cộng nhà có 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, có sân thượng phía trước lẫn phía sau, có thể làm thêm phòng ngủ nếu cần. Mời quý anh chị nhìn lại mặt dựng của căn nhà một lần nữa chị ơi. Một trệt với lại hai lầu, có thể làm 4-5 phòng ngủ cũng ok luôn. Rồi, quang cảnh một vòng ha. Anh chị có thể đi cái hướng này, đi qua cơ mắt cũng rất là gần.
Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ đi hướng bên đây, thì anh chị sẽ đi ra bệnh viện Hồng Đức đó, mình quay được cái quang cảnh nó chi tiết hơn để anh chị hình dung được cái đường xá nha. Đó, chạy tới quẹo tay trái là đi ra bên Thống Nhất đó anh chị. Đây nè, ngay đây nè anh chị, quẹo tay trái đó. Thì dĩ nhiên cái đường này là những cái dòng xe như là VF3 là vô thoải mái anh chị ha. Nếu mà quý anh chị nào có xe đó, tại vì thực tế bên ngoài của cái hình ảnh bên ngoài á thì nó sẽ rộng hơn so với lại trên màn hình của video anh chị ơi. Cái hẻm nó lên tới 3 mét lận, còn những dòng xe thì bạn nghe nó có mét mấy thôi. Đó, mình chạy ra đây là đường lớn nè anh chị. Anh chị thấy xe máy đậu một bên ha, đường còn rất là rộng. Ra ngay đây là hẻm 79 Thống Nhất anh chị ơi. Đó, cái bảng là hẻm 79 Thống Nhất nha. Đối diện bên kia là tiệm tập hóa. Bây giờ nếu mà anh chị quẹo phải á là mình cũng đi vô chợ Hạnh Thông Tây được luôn. Còn anh chị quẹo trái á là mình đi ra Quang Trung. Đó, ngay đây là cũng có chợ anh chị, buổi sáng bán đông lắm. Ở bên phải mình là bệnh viện đa khoa nè anh chị, bệnh viện đa khoa Hồng Đức nè. Ở trên khu vực Cò Vấp này á thì cái bệnh viện Hồng Đức này rất là có tiếng anh chị. Nhà thuốc An Khang nè. Đó, hoặc là anh chị đi về bệnh viện Quân y 175 thì bây giờ nó giống như là một bệnh viện khách sạn luôn anh chị. Đó, bệnh viện mà giống như là khách sạn vậy đó, có khuôn viên này nọ. Nhìn rất là hoành tráng anh chị ơi. Đó, thì người dân tại khu vực Cò Vấp á, là được hưởng những cái cơ sở vật chất tốt hơn. Đó, đi ra đây là buôn bán quán ăn đầy đủ đó anh chị. Quán ăn nè. Và đây là mặt tiền đường Quang Trung. Bây giờ nếu mà anh chị quẹo tay phải thì mình có thể đi về bên ngã năm chuồng chó anh chị ha. Ngã năm chuồng chó. Đi về Vincom. Đi về bên siêu thị Lotte. Siêu thị mấy siêu thị của Hàn Quốc đó anh chị. Còn bây giờ mình ôm tay trái trên đường Quang Trung này sẽ tới chợ Hạnh Thông Tây. Đây bên tay trái mình là siêu thị Cơ Mắt nè anh chị ơi. Trong đây là có rạp chiếu phim luôn nha. Đối diện qua là có trường Thông Tây Hội. Vị trí này thì trung tâm rồi, thành ra trường học rất là đông. Đó, anh chị chạy lên chút xíu thì bên đây là bệnh viện đa khoa Gò Vấp nè anh chị. Kế bên Cơ Mắt luôn, bệnh viện đa khoa Gò Vấp. À, bên trái mình là thấy cái trường dạy tiếng Anh VUS. À, bên đây là trường cao đẳng y dược Hồng Đức. Rồi ngay đây là có cái nhà sách nè anh chị, nhà sách siêu thị Starmark rất là lớn anh chị ha, mật độ dân số trẻ và cực kỳ đông luôn. Quán ăn này nọ đầy đủ hết, mà giá bán á, thì vừa nhà vừa đất luôn, chứ không phải là đất không, mà mình thấy là nó chỉ có hơn 80 triệu một mét vuông thì giá này cực kỳ tốt anh chị. Sổ hồng là đã hoàn công đủ rồi, nghiêm chỉnh rồi. À, công chứng là sang tên thôi. Bên tay trái mình đã tới chợ Hạnh Thông Tây rồi. Cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi. Với giá bán là 5,7 tỷ có thương lượng vì đang ngợp ngân hàng, anh chị gọi trực tiếp cho nhân số điện thoại 0966918574 bên trên góc phải màn hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của Nhà Đất Nevada. Xin chào. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website nevada.vn và để lại thông tin, hoặc gửi đến số Zalo 084 79 00089 để được hỗ trợ nhanh nhất.